Chỉ cần mình bón phân, cắt tỉa, tưới nước cho cây thì cây nó sẽ cho trái quanh năm và ăn rất là ngon. Lựu thì nó có rất là nhiều giống lựu luôn cả nhà. Đây là những trái lựu nó đã chín rồi nè cả nhà. Mình cắt nó. Trông rất là thích ha cả nhà, nó chín rồi. Khi mà mình biết trái lựu nó chín hay không á thì mình nhìn vô cái râu của nó là nó đen hết trơn à. Mùa này mùa mưa nên trái lựu nó sẽ không đẹp đâu cả nhà. Ở đây lựu thì có trái quanh năm. Ở dưới này thì mình cũng còn hai trái nữa nè, nhưng mà nó chưa chín là do cái râu nó đó. Đây mình cho cả nhà xem nhận biết trái lựu chín nó khoảng 3 tháng 3 tháng rưỡi từ khi cho hoa cho trái nó mới chín. Đây là như vậy nó đã chín rồi, nắng quá thì nó mới nứt, này là nó vừa chín tới. Còn cái này nhìn nó đỏ như vậy chứ nó còn non nè, cái này nó màu xanh nè nên nó còn non lắm. Còn như trái gì là nó đã chín rồi mà nó không hư đâu cả nhà, thấy đốm đốm vậy chứ nó không bị gì hết. Đây là cây lựu đỏ Ấn Độ và màu nó thì rất là đẹp luôn. Đây một trái nữa để mình cho cả nhà xem cái trái này. Nó cùng một cây nhưng mà cái màu này nó xấu hơn hay cả nhà, nó không có đẹp nè. Để mình mở ra thử coi nó có ngon không ha. Mình treo đi cho cả nhà thấy là trái nó rất là đẹp và đỏ luôn. Rất là thích. Đây. Mình sẽ mở ra cho cả nhà xem. Đây. Cái màu nó đã chín rồi nè. Nó đen như vậy là nó chín và nó không bị hư nè. Đó, mình gỡ ra nè. Nó không bị hư. Nó không bị hư. Và ăn nó có vị chua ngọt, hơi chát một tí nhưng mà nó rất là ngon nha. Lựu nhà mình trồng thì mình thấy nó ngọt nó ngon. Nếu mà mình mua nhầm cây lựu kiển thì ăn nó chát là mình sẽ không ăn được luôn. Còn như cái lựu này thì mình sẽ ăn được nha cả nhà. Mình để nó chín nhiều, nó tét ra thì cái hạt nó sẽ đỏ hơn. Lựu này là lựu Ấn Độ, lựu Thái, lựu Bạch. Nó có nhiều giống lắm. Mà lựu thì có giống này thì trái nó nhỏ nhỏ, nó không có to lắm nè. Đó. Ăn rất là ngon, nó ngọt lắm luôn. Mến chào cả nhà. Hôm nay mình hái lựu chín cho cả nhà xem và mình cho cả nhà thấy là cây lựu của mình trồng mùa này nó rất là xấu xí luôn, nhưng mà ăn trái nó rất là ngon và ngọt luôn. Một cây chứ nó có nhiều màu sắc khác nhau lắm, giống như một cây lựu đỏ Ấn Độ. Mà giống thì lựu đỏ Ấn Độ là nó có rất là nhiều giống nha cả nhà. Cái giống này thì cái trái nó không to quá, nó nhỏ nhỏ như vậy thôi. Rồi màu cây nhưng mà nó có hai cái màu sắc tùy theo cái ánh nắng nó chiếu vô, với lại trời mưa giông gió bão quá thì cái cây của mình nó sẽ cái màu nó đốm đen, nó không có đẹp luôn. Và lựu thì rất là nhiều giống luôn, còn mình trồng là do là mình bón phân. Mình ăn thử cho cả nhà xem coi nó ngọt không nha. Cái này mình lột ngọt, vị chát nhẹ, chua chua ngọt ngọt. Mình mà muốn cây lựu của mình trái nó ngọt á thì cả nhà bón thêm là cho bíp vào cái gốc á thì cái trái của mình nó sẽ ngọt ngon lắm cả nhà. Còn lựu thì có cái giống lựu là kêu là lựu kiển á, là trái nó nhỏ hơn, bông nó nhiều mà nó ăn không có được, nó chát. Còn những cái giống lựu mình trồng là ăn được rất là ngon luôn. Lựu thì có rất là nhiều giống luôn. Và mình bón phân thì cả nhà muốn cái cây mình nó đậu trái á, là khi mà cái cây nó ra hoa thì mình sẽ bón thêm đạm, lân, kali cho cây. Nhất là kali á, là cái trái nó sẽ chắc khỏe, nó không bị rụng. Còn mà đang ra bông mà cả nhà bón phân liền cũng không được nữa nha. Nó ra bông thì mình bón số lượng rất là ít thôi. Chứ mà cái cây mình chưa bao giờ bón phân mà thấy bông tốt quá, mình thảy phân vô là trái nó cũng rụng tuột hết luôn. Nên mình để cho nó đậu trái nhỏ nhỏ đi rồi mình hãy bón phân kali vô.
đạm lân kali luôn đi, ba thứ đi để cái cây nó tốt. Rồi mình cắt tỉa, cắt tỉa thì cái cây mình nó mới là nhiều trái được, trái nó mới đậu to, còn mình không cắt tỉa là trái nó rất là nhỏ và nó không ngon với cả nhà. Thì có nhiều giống và đặc biệt hôm nay mình quay cho cả nhà xem cây lụ bạch. Lụ bạch thường trái nó chín, nó vàng, nó rất là đẹp. Còn bây giờ mưa giông gió bão quá thì cái trái nó như thế này đây. Cái cuống nó đen thùi lùi thì nó đã chín rồi, nó nứt luôn rồi. Mình khui cho cả nhà xem nha. Lụ bạch này nha, nó hơi bị hư hư nữa nè. Đó, cái trái này nha, chín nha, nó rất là ngọt nha, nó không hư nha cả nhà. Nhìn thấy thương cho mấy cái trái lụ của mình không? Nhìn nó xấu quắc gì đó, nhưng mà ăn rất là ngọt. Đây là cây lụ bạch nha. Còn hồi nãy thì mình quay cho cả nhà là cây lụ đỏ Ấn Độ. Rồi mình so sánh nha. Đây, này là lụ đỏ Ấn Độ. Lụ bạch là trái nó chín màu vàng mà mưa quá bão không, nhìn nó đen thùi lùi như cái gì đâu, không có nhìn mắc cửa ấy, cả nhà nè. Ăn được hết nha, ăn được hết. Đây, mình trồng thì chủ yếu mình chăm cho cái gốc nó tốt á, rồi trái nó mới ngon mới ngọt. Còn mưa gió thì kệ nó đi, tại vì mình không bón phân. Đây, mình mở cho cả nhà xem nè. Đây, nhìn nào, nó mọng nước, nó rất là ngon luôn, chứ không có hư nhiều đâu nha cả nhà. Còn cái trái này là nó chín, nó nứt ra thì nó dễ bị sâu xâm nhập vô ăn thôi. Đây, nó bị sâu rồi nè. Còn ngoài ra là cái trái này nó liền là nó ngon lắm luôn. Đây, cả nhà nhìn đây, ngọt luôn. Cái này là do bị sâu một chút nè, là nó nứt là nó dễ bị sâu. Mưa nó mới sâu chứ trời nắng là nó không bị sâu đâu, nó nứt ra. Ngọt lắm nha, giống lụ bạch này nghe là ngọt cực kỳ luôn. Lụ này là không bằng đâu. Cái giống lụ này là thua xa giống lụ bạch ha. Trái nó to hơn mà nó ngon, nó ngọt hơn luôn cả nhà. Ngọt dữ lắm luôn. Nó mọng nước rồi cả nhà nhìn nè. Nhìn cái sớ nó ngon, nó mọng nước luôn. Ăn rất là ngon luôn. Tốt lắm cả nhà ơi. Mình trồng cây á, là mình chịu khó mình bón phân. Cây ăn trái á, rồi mình trồng cái gốc đó, mình bón thêm rắc bíp để đủ dinh dưỡng cho cây. Lụ thì nó hay nhảy cây con lắm. Mình trồng một cây chứ nó nhảy ra 4 cây nên mình cắt tỉa bỏ bớt. Những cây nào nó không nhỏ quá mình cắt, mình giữ lên 1-2 nhánh thôi thì nó hay hơn. Còn này giờ mình để nó quá tùm lum rồi. Trái nó thì nhiều lắm, nhưng mà ăn được hết nha cả nhà. Trái rất là ngon luôn nha. Trái này là không hề bị sâu bọ gì luôn. Nó chỉ là bị đám da xấu xí thôi, tại vì mưa gió quá nhiều. Còn trên này cũng trái nữa nè. Muốn trái to thì mình phải cắt tỉa nó. Đó, nhóm hết trơn nè. Nè cả nhà. Đó. Rất là thích luôn. Mình chăm sóc thì mình chịu khó là bón phân, cắt tỉa, để xới gốc lên, để cái cây hoa giấy mình nó... Ô quên, xin lỗi cả nhà nha. Lâu lâu mình giới thiệu cây lụ, cái mình lộn qua cái hoa giấy luôn. Thì trái nó mới nhiều được, rất là thích luôn. Rồi mình xin cảm ơn cả nhà đã xem. Chúc cả nhà luôn vui, khỏe, may mắn, an lành, vạn sự như ý. Xin chào, tạm biệt cả nhà.